Mới vớt bỏ lên rồi đó. Mình bị án cái cây rồi còn không có quay được. Cái này nó vô chở rơm cuộn trên có các lúa tôm đó, ta có cái máy ta cuộn rơm lại rồi, cái này ta cuộn rơm lại rồi ghe nó vô nó mua rồi ăn đủ thứ hết rồi. Có từ bắp rồi giấy rồi anh hứa yêu em nhiều nay quên mất đành sao, nhìn dòng sông buông trôi thương sao đám lục bình, theo con nước vô tình mang thuyền anh trôi mãi về. Trên dòng sông chiều hò em màu lục bình trôi, tìm cả bên sông chiều, tìm cả cuộc tình ta. Ở cái thùng nè, ở đi mua cá. Tôi cũng chở cái thùng đi mua cá, chở đi cái này thường là chở cách chở đâu mà chắc chở qua Đồng Tháp qua đâu. Tôi quên đó đó. Bây giờ chưa thấy được con nào. Có cái kho để quẩn là sao? Trong này là cái kho này. Cái kho rơm cuộn ta để trong này. Điều buồn khúc hát tương tư cũng bên sông này, ngày nào hai đứa anh hứa yêu em nhiều nay quên mất. Nó thấy ai giác đúng rồi. Cuộc tình ta giờ anh nơi ấy giàu sang, còn nhớ làm chi những ngày xưa mình hò hẹn, nhìn dòng vớt bỏ lên rồi trôi, mình bị án cái cây rồi còn không có quay lục bình thở than gian dở khúc tình. Nhìn dòng sông lặng trôi, cánh chim chiều lẻ vàng, lục bình thở. Cầu kinh hai.
Có người thì người ta kêu xịt điện, có người ta kêu chích điện. Xài bằng bình bắt cá không có xài điện nữa không ạ? Không có cá. Lấy đem lên đây luôn đi. Kìa nó kìa. Rồi. Thùng này để đủ không ta? Cái thùng bê này để đủ không? Trời nhiều quá, nó ngợp nó chết không? Rộng ở dưới này nè, cá xịt. Cá nói nhiều lắm, 10 kg nè. Cá không biết sao, cá lớn cá nhỏ sao đây. Cạn hết rồi. Người đi bắt cá mới về. Đi xịt mới về. Có cá không? Cá gì? Làm gì? Làm chả. Nó cũng nhiều quá trời nè. Xịt ở đâu? Xịt ở trong đồng ha. Cá bự như vậy là 25 ngàn. Ở dưới cá bự cũng nhiều. Lấy gì để chọn, lấy gì. Nếu như thay vì bây giờ nó như căng
Cái này nhiều quá chắc là lấy không hết rồi. Rồi lấy cái nhỏ đi. Cái nhỏ đi cho nó nhiều con. Cái nhỏ này nó nhiều con nè, mua nữa nó lợi hơn. Nó lợi hơn con cá lớn. Mấy cái nhỏ này. Hình như nước nó lên phải không? Dạ. Nước lên rồi phải không? Cái này không đâu, cái này nước chưa có lên. Nhưng mà cái trong cái đê này thì rút nước ra mà bắt được cá. Có phì không? Có phì không? Phì. Nhiều khi hên hên đem ra ngoài sông á, đúng bữa người ta thả cá, thả được 25-30 ngàn. Mà mình cũng phải đem cái sống. Rồi thả, mà thả cái gì? Cá gì ta cũng thả hả? Cá lồng tiếng cũng thả luôn. Thả hết, cái gì ta cũng thả. Sông này ngày nào hai đứa anh vừa yêu em cũng trên 10 kg quá hả? Này buồn mất đành sao nhìn dòng sông buông trôi phương sao đã nhanh đi con ơi, đang trả trổ vô nhả nước liền. Theo con nước vô tình mà thuyền anh trôi mãi về đâu. Trả trổ lên mẹ nước liền nha. Đi sáng tới giờ được nhiêu quá hả? Cũng có lý hả? Sợ nó lớn nữa. Nó lớn. Ở sao vậy con? Nhìn dòng sông gió lớn trôi. Không đổ dến thì cá dến hơn sao? Nó nhập bữa á. Thiệt ta cũng thiệt. Lúc lên á thiệt ta cũng mua. Người ta mua. Xiệt ở trong kinh nhỏ nhỏ vậy đợi có, mà xiệt ở ngoài kinh lớn không có.